Trở lại. Bệnh nhân nữ 84 tuổi vào viện lý do chóng mặt đau ngực, tiền sử bệnh nhân tăng huyết áp điều trị theo sổ hoàn tính, chóng mặt tăng men gan điều trị nhiều lần tại tuyến huyện và đã được cắt lý mật ra sỏi năm 2019 này. Bệnh sử kết quả vào viện 1 tháng thì bệnh nhân xuất hiện đau đầu chóng mặt kèm theo tức ngực phải, ho khan không sốt, ăn uống tốt là bệnh viện bình thường không về chút cân. Các bệnh viện điều trị không đỡ chuyển tuyến chuyển bệnh viện Hà Giang. Tình trạng lúc vào bệnh nhân tỉnh mạch 70/phút, huyết áp 110/60 mét vân, đau tức, đau chóng mặt, đau ngực phải, tim nhịp đều phổi hai bên ống khí tốt, gan lách không bụng mềm, gan tốc gan lách không to, các cơ quan khác cũng phát hiện bất thường. Các kết quả xét nghiệm mà kết quả chẩn đoán hình ảnh em đã gửi lên slide. Chẩn đoán là một cái u phổi trải với đoạn tiền đình tăng huyết áp, sơ gan tra tuyết A trên bệnh nhân viêm gan C. Em xin ý kiến của Trần của các thầy ạ. Vâng, cảm ơn bệnh viện Hà Giang. Lúc trước thì chúng ta có một ca là có một cái khối ở trong phổi và nghi ngờ là u, nhưng thầy Lưu đã phân tích là không nghĩ đến. Thế còn trong trường hợp này thì xin mời ý kiến của thầy. Vâng, anh chị đưa ra một cái ca này cũng rất hay đấy, nên là những cái có thể gọi là những cái ca lâm sàng này để bàn luận là u không u rất là hay đấy. Trong cái giảng dạy thì những ca này hoàn toàn có thể đưa làm giảng dạy cho sau đẹp được đấy. Trên bệnh nhân này thì có một cái khối ở phổi bên phải, nhưng mà khoan bàn luận về những cái khối này trước thì bệnh nhân này là có rất nhiều những cái nốt mờ và những giải sơ đấy. Đỉnh phổi bên phải, bên trái cũng có một số nốt, như nốt này nốt điển hình là nốt vôi hóa đấy. Và cái này thì nó cũng gợi ý một cái tổn thương lao cũ rất hay gặp ở Việt Nam. Ngoài ra thì bệnh nhân có những cái vùng kính mờ ở phổi, và đặc biệt là xuất hiện một số cái nốt mờ hình chồi cây đấy, đấy, giống như hình cành cây, và thậm chí là còn nhìn được cái tiểu phế quản chứa dịch bên trong. Đây là cái tiểu phế quản chứa dịch và tạo thành chồi cây rất là đẹp. Đây là những cái hình ảnh như thế này thì là chúng ta gặp ở trong một số bệnh. Một là bệnh lao phổi, hai là bệnh viêm phế quản phổi, phế quản với viêm đấy ạ. Và những cái viêm phổi ngoài cái đông đặc ra, nó có những cái hình chồi cây như thế này nữa là hoàn toàn gặp. Trong trường này có rất nhiều hình chồi cây ở hai bên phổi, và phân bố thì có vẻ như là nó không phù hợp với tổn thương lao lắm. Cho nên những trường hợp này cần phải phân biệt với một cái tổn thương viêm phế quản phổi với lại tổn thương lao, vì trên nền có một cái lao cũ. Và ngoài ra thì chúng ta thấy có một cái khối ở cái phổi phải. Nhìn thoáng qua chúng ta nghĩ ngay đây là một cái u phổi. Tuy nhiên thì nó có những cái dấu hiệu chúng ta cần phải cân nhắc lại có u phổi hay không. Thứ nhất ấy, là nó nằm ở đúng vị trí rãnh nghiên thùy, nó co kéo rãnh nghiên thùy cong đi như này. Rãnh nghiên thùy nhỏ cũng bị kéo đấy, thì lớn cũng bị kéo về phía cái này. Cái trường hợp mà co kéo những cái ung thư phổi ở ngoại vi mà ung thư biểu mô tuyến ấy, thì nó cũng tăng sinh sơ, cũng gây co kéo. Tuy nhiên là thường không co kéo nhiều đến mức độ như thế này. Khi mà xuất hiện kéo nhiều như này thì chúng ta đặt dấu hỏi liệu có phải là xẹp phổi tròn hay không, tức là một tổn thương tràn dịch màng phổi cũ do lao hay do một nguyên nhân gì đó, viêm mủ màng phổi, xong rồi nó gây ra một cái xẹp phổi tròn. Nếu mà khẳng định chắc chắn là xẹp phổi tròn thì là tổn thương lành tính, chúng ta không phải làm gì. Thì tuy nhiên nếu không khẳng định được thì chúng ta vẫn phải hướng đến một cái tổn thương u phổi, và chúng ta phải đi tới cái đích để chẩn đoán nó. Thì khi zoom to cái hình ảnh lên đấy thì thấy cái màng phổi nó bị co kéo gập góc, và cái khối nó tiếp xúc cái màng phổi đấy. Và ngoài cạnh cái khối ra có cái giải giống như đông đặc đấy, và kéo dài như thế này. Những cái tổn thương như này rất gợi ý một cái dấu hiệu của xẹp phổi tròn, và cái màng phổi vị trí tiếp xúc dày đến rất nhiều như này. Tuy nhiên để khẳng định được cái dấu hiệu xẹp phổi bệnh lý xẹp phổi tròn thì nó có mấy dấu hiệu điển hình. Một là cái dấu hiệu đuôi sao chổi, tức là những cái dải tua gai này nó đồng hướng về phía rốn phổi hết, giống như là cái sao chổi nó bay đi thì tất cả những cái đuôi nó sáng chỉ về một bên thôi, không đủ mọi hướng như thế này. Thứ hai nữa là những cái dải tua gai
này nó sẽ phân nhánh giống như chân quạ, gọi là dấu hiệu chân quạ. Còn tất cả những cái dấu hiệu mà nó đi ra nhiều hướng khác nhau như này thì nó giống dấu hiệu ánh sáng mặt trời thì người ta vẫn nghi ngờ u. Chính vì vậy thực sự hình ảnh như thế này là chúng ta không loại trừ được u. Và cái trước tiêm thuốc cản quang và sau tiêm quang thì cái tổn thương này vẫn bắt thuốc đáng kể. Cái xẹp phổi tròn ở cái giai đoạn nó không quá lâu thì nó vẫn có bắt thuốc mạnh. Thì giai đoạn lâu lắm rồi nó mới ít bắt thuốc. Chính vì vậy là với trường hợp như thế này thực sự là phân vân, chúng ta rất khó phân biệt giữa một cái ung thư biểu mô tuyến của phổi và một cái xẹp phổi tròn. Thì cái này thì là những trường hợp như này chúng ta đều cần phải sinh thiết. Thế còn những cái tổn thương khác ở trong trung thất thì có sau tiêm thuốc cản quang thì bệnh có khá nhiều hạch. Những cái này chúng ta rất dễ lạc hướng, nó là một cái di căn của hạch ngay. Vì chúng ta nhất là khi mà chúng ta thấy u rồi chúng ta xem ngay thì tiêm thuốc, xong chúng ta tìm xem có hạch không. Vì cái thì tiêm thuốc cản quang là chúng ta dễ nhìn hạch hơn là những hạch trung thất chỗ mỏng hơn nữa. Thì chúng ta sẽ nghi ngờ ngay là hạch là như cửa sổ chủ phổi này, thì Huy mà nhìn thấy này là nghi ngờ ngay là một cái di căn hạch trung thất, thậm chí cái ranh giới hạch không rõ, thâm nhiễm đấy. Và ở rốn phổi cũng có những hạch rất rõ như này. Tuy nhiên khi mà xem ngược lại cái hình ảnh trước tiêm thuốc cản quang thì những cái hạch này nó lại không phải là những hạch để nghi ngờ đến di căn ạ. Hạch này đều là tổn thương cũ hết rồi. Những hạch này thì những hạch ở cửa sổ chủ phổi tỷ trọng rất là cao đấy. Thậm chí là hạch rốn phổi nó vôi hóa hết rồi, dưới trạch ba cái phế quản cũng vôi hóa hết rồi. Như vậy chứng tỏ cái hạch này khả năng nó liên quan đến một tổn thương lao cũ, chứ không nghĩ đến một cái hạch do di căn. Và chính vì vậy mà cái khối này vẫn thực sự là cần là cũng chưa loại trừ được là một cái xẹp phổi tròn, mà cũng có khả năng cao là xẹp phổi tròn nhiều hơn. Thì chúng ta cần phải sinh thiết để phân biệt giữa một cái tổn thương lành tính với một tổn thương u phổi ạ. Xin hết ạ. Vâng, tức là như vậy ở đây có thể xảy ra khả năng hai khả năng, tức là có một cái u trên nền cả một lao phổi cũ đúng không? Với những cái hạch đã có đúng không? Ý kiến thầy Huy nào? Kính thưa thầy Thành, thưa thầy cô, kính thưa đầu cầu Hà Giang, đây trường hợp rất là hay. Và như phân tích của thầy Lưu thì hai khả năng, và có vẻ như là thầy Lưu có hơi thiên về cái xẹp phổi tròn nhiều hơn. Thế thì đúng là nếu mà muốn chẩn đoán rạch ròi chính xác thì cần phải sinh thiết. Tuy nhiên ở trên bệnh nhân này mình cũng phải cân nhắc hết sức kỹ cái chuyện sinh thiết cho bệnh nhân. Bởi vì một là cao tuổi, 84 tuổi. Thứ hai là trên nền một cái viêm gan C và có xơ gan. Không biết cái siêu âm đánh giá đàn hồi gan ở đây có chính xác không, mà đây là đánh giá F5. Tức là cái tình trạng xơ gan rất là rõ. Cao tuổi trên 80 và trên nền tảng xơ gan thì thông thường và về mặt thực tiễn thì đối với những trường hợp mà các cụ trên 80 tuổi thì cũng rất hạn chế cái chuyện sinh thiết. Bởi vì sinh thiết xong, vấn đề mình có làm được gì cho cụ hay không. Bên cạnh đó lại còn có thể có những cái biến chứng về sinh thiết, ví dụ như là tràn khí hoặc tràn máu màng phổi. Thế thì thông thường nếu như trên hình ảnh mình hơi thiên một chút về cái lành tính thì thái độ trên lâm sàng thường hay là theo dõi sau một tháng mình chụp chiếu kiểm tra lại hoặc là điều trị thử bằng cái phác đồ kháng sinh kháng viêm hơn là sinh thiết. Bởi vì là lý do nêu ra là trên 80 thì cũng không mổ xẻ được, hóa xạ thì cũng không làm được. Và còn có một cái trường phái nó không chính thống nữa là thôi thì gọi là điều trị thử bằng một cái thuốc điều trị đích. Như là em nghĩ là trên cái trường hợp này ở Hà Giang thì hơi khó triển khai cái phương án đó. Vâng, hôm trước buổi trước thì thầy Hiếu cũng có nói nhắc về vấn đề này rồi. Nhiều khi chúng ta điều trị thử thì cũng chính là để làm một cái chẩn đoán đúng không? Nếu mà chúng ta thiên về cái phương hướng là có viêm đúng không? Phổi tròn thì chúng ta làm cái hướng điều trị nó nhẹ nhàng hơn trước đúng không? Về tiêu hóa thì cô Chi có ý kiến gì không ạ? Thưa thầy Thành và kính chào các anh chị đầu cầu. Cái thứ nhất là về bệnh nhân này thì có tiền sử tăng men gan nhiều lần rồi. Tất nhiên là mình trước đấy là mình chưa có đi tìm nguyên nhân. Và hiện tại bây giờ bệnh nhân vào thì về một cái bệnh cảnh là có tăng huyết áp và chóng mặt. Thế tuy nhiên trên xét nghiệm thì men gan của bệnh nhân tăng khoảng 3 lần và có giảm 3 dòng. Cái siêu âm để đo độ đàn hồi của gan tôi cũng phải nhắc một chút, để trong cái siêu âm để đánh giá độ đàn hồi của gan nó chỉ có thang điểm từ F1 đến F4, và F4 là sơ gan chứ không có F5 ạ.
Thế còn để đánh giá cái mức độ nặng của sơ gan thì mình phải tự căn cứ vào cái chỉ số về xét nghiệm để sinh hóa, chứ mình không dựa vào cái đánh giá độ đàn hồi của gan. Thế trên bệnh nhân này thì tôi thấy các bạn chỉ cung cấp cái thông tin về đo độ đàn hồi của gan mà không biết là kết quả siêu âm gan của bệnh nhân như thế nào. Dạ, chúng tôi là kết quả siêu âm gan là gan cứ to, bờ không đều như bơ thô, không lấy khối. Các kết quả xét nghiệm pin thì đang gửi cho mình không? Vâng, các kết quả xét nghiệm khác thì để đánh giá về cái sơ gan ở mức độ nào thì tôi thấy các bạn đánh giá cũng đã khá là chính xác rồi, sơ gan ở giai đoạn tre put A. Thế tuy nhiên vì xét nghiệm alpha FP của bệnh nhân này nó hơi tăng một chút cho nên là rất muốn cần người xem là gan bệnh nhân có khối u hay không, thì theo các bạn vừa đọc cái kết quả siêu âm thì không thấy có vấn đề gì. Thế bệnh nhân này thì cái sơ gan ở giai đoạn tre put A thì mình sẽ phải điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng. Thì một trong những cái mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải tìm các bằng chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đấy là sẽ phải cân nhắc nếu bệnh nhân có kết quả nội soi dạ dày thực quản trong vòng 1 năm vừa rồi thì không bắt buộc phải soi lại nữa. Thế còn nếu không có thì chúng ta phải soi xem để xem có giãn tĩnh mạch thực quản hay dạ dày hay không. Bởi vì nếu mà có giãn tĩnh mạch thực quản nhiều, nguy cơ chảy máu nó cao thì mình sẽ phải can thiệp về cái đó. Và cái thứ hai là về điều trị viêm gan C ở trong bệnh nhân lớn tuổi như thế này thì chúng ta sẽ phải cân nhắc. Trước khi điều trị thì mình phải xác định xem là cái nồng độ virus viêm gan C có thể phát hiện được ở trong máu hay không. Và cái việc điều trị viêm gan C thì hiện tại bây giờ với những cái thuốc ức kháng virus trực tiếp thì cái việc điều trị nó không quá là khó khăn. Tuy nhiên mình cũng sẽ phải cân nhắc trong trường hợp nếu mà bệnh nhân có những cái bệnh lý ác tính, ví dụ như là ung thư ở phổi, thì mình cũng sẽ cân nhắc là thôi không cần điều trị, mặc dù cái thời gian điều trị bệnh nhân không dài, chỉ khoảng 12 tuần. Thế còn lại trong trường hợp mà bệnh nhân không có bệnh lý ác tính gì khác, cái tiên lượng sống của bệnh nhân còn dài, thì mình có thể cân nhắc sử dụng các thuốc kháng virus trực tiếp với điều kiện là mình phải phát đợi hiện được cái nồng độ virus viêm gan C ở trong máu á. Em xin hết ạ. Vâng. Cái đo tải lượng virus thì Hà Giang chúng ta làm được chưa ạ? Và báo cáo thầy, đo tải lượng virus gan C chúng em có làm được ạ. Vâng, tốt quá. Về tim mạch thì cô Lý có ý kiến gì không? Kính thưa thầy Thành, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ở Bắc Giang, ở Hà Giang. Trong trường hợp này bệnh nhân nữ 84 tuổi thì em không có cái góp ý thêm gì về tim mạch, bởi vì bệnh nhân vào thì tình trạng huyết áp cũng ổn. Và bệnh nhân đang duy trì amlodipine. Trên điện tâm đồ này thì mình không thấy có cái biểu hiện của cái tình trạng thiếu máu cơ tim mà gợi ý cho cái tình trạng đau ngực của bệnh nhân ạ. Thì có thể nó liên quan đến cái tổn thương ở phổi của bệnh nhân thôi. Nên là với bệnh nhân này thì mình sẽ không can thiệp thêm gì về tim mạch, siêu âm tim là bình thường ạ. Cảm ơn cô Lý. Quay lại chỗ thầy Huy thì với cái tình trạng như này thì thầy định theo cái hướng là điều trị thử như thế nào? Thầy dùng phác đồ như thế nào? Báo cáo thầy thì có lẽ mình nên điều trị kháng sinh trong phim trước. Và nếu như bệnh nhân có điều kiện thì có thể mình thử dùng cái thuốc điều trị đích, cái thuốc kháng EGFA. Thì nó cũng bây giờ nó cũng có cái loại generic thì cái giá tiền nó rẻ hơn khoảng 7 triệu một tháng. Thì mình điều trị thử xong một tháng xong mình chụp lại phim. Vâng, nhưng mà nếu chúng ta dùng kháng viêm trước đúng không? Sau bao nhiêu lâu thì mới nghĩ đến cái chuyện điều trị đích hay là sinh thiết? Thông thường khoảng sau một tháng. Kháng sinh viêm sau một tháng. Vâng. Cảm ơn thầy Huy. Mấy ý kiến từ Hà Giang ạ? Em xin bổ sung. Mời thầy Lưu ạ, thầy Lưu có bổ sung ý kiến ạ. Em xin bổ sung một chút đây vì cũng chắc đến cái sơ gan nên là chủ các đơn tính phổi thôi, nên là em cũng xem xuống cái gan một chút. Thì cái hình ảnh về mặt hình ảnh các lớp vi tính thì thường không để đánh giá cái nhu mô gan thô mới bờ không đều có màng xương nữa, nhưng mà trên hình ảnh các lớp này thì cũng rất rõ là cái hình ảnh sơ gan bờ gan bấp mô rồi. Và ở hạ phân thủy 7 cái này là chụp các lớp phổi thôi, nhưng mà tình cờ thấy một cái ổ giảm tỉ trọng đường kính 15 mm như thế này thì không loại trừ có một cái u gan ở phân hạ phân thủy 7. Thì trước mắt thì các anh chị có thể siêu âm kiểm tra lại, vì những cái khối u mà 15 mm chúng ta siêu âm rất dễ bỏ qua đấy ạ. Và mục đích thứ hai nữa là tốt nhất của điều kiện chúng ta nếu có chụp cộng từ, chúng ta sẽ chụp cộng từ gan, vì những cái u mà kích thước dưới 2 cm thì cộng từ có độ nhạy cao hơn rất nhiều so với siêu âm qua lớp vi tính ạ. Với cái alpha FP 30.6 và cái nốt như vậy ở gan thì cô Chi có ý kiến gì không? Về bệnh nhân này thì em cũng đồng ý với thầy Lưu là mình nên chụp cộng hưởng từ, bởi vì nếu bệnh nhân mà đã có ung thư gan rồi thì cái chỉ định để điều trị về viêm gan C ở trên cái lứa tuổi cao như thế này thì mình sẽ không đặt ra nữa, bởi vì điều trị cái ung gan. Vâng, cảm ơn cô chị. Xin mời ý kiến từ bệnh viện tỉnh Hà Giang ạ. Vâng,
vâng, chúng em xin lưu các ý kiến và thầy vừa mới cho ý kiến mà thảo luận. Thế còn về kháng sinh chống viêm thì chúng em cũng chưa đặt ra, bởi vì bệnh nhân này vào thì với triệu chứng chủ yếu là chóng mặt và đau đầu. Thế thì ngày mai thì nếu cần thiết chúng em sẽ làm lại cái vi lăng viêm, và nếu theo cái hướng của thầy Huy là chúng em sẽ cho thêm cái kháng sinh chống viêm trước, sau đó chúng em sẽ cho chụp cái MRI để xác định xem là cái khối u gan của bệnh nhân ra sao. Có kết quả thì chúng em sẽ xin ý kiến thêm các thầy. Vâng, cảm ơn Bệnh viện Hà Giang. Và xin được chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang với bệnh nhân nữ 62 tuổi, thiếu máu cơ tim. Mời Bắc Quang. Vâng, em kính chào các thầy cô. Em xin báo cáo các bệnh viện Đa khoa Bắc Quang. Bệnh nhân nữ 62 tuổi.